Doma, 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 tes. Doma, 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 tes. Doma, 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 tes. Chị chào tất cả các em. Các em ơi, sau rất là nhiều video làm về slam thì hôm nay chị Cà Chua đã có một quyết định rất dứt khoát. Đó chính là chị sẽ là một nhà máy sản xuất slam. Nghe rất là lạ đúng không các em? Trong nhà máy này thì chúng ta sẽ không dùng hồ giá này, không dùng keo sữa này, không dùng activator. Nghe càng lạ hơn đúng không? Không biết các em có tin không? Nếu các em không tin thì bây giờ chị sẽ lấy ra cho em xem nha. Đây này các em, thực ra đây là một bộ đồ chơi có tên là nhà máy sản xuất slime. Không dùng hồ dán, không dùng keo sữa và không dùng activator. Ủa, nếu mà không dùng những thứ đó thì chúng ta sẽ làm dùng những cái gì để mà làm ra một cái slime hả? Nghe thật là lạ lùng và rất là tò mò đúng không? Nhưng mà trước hết chúng ta hãy xem xung quanh cái hộp này rất là đẹp. Đây, chị sẽ chỉ cho các em xem là bên trong hộp này nó sẽ có những gì nhá. Tèn tèn, đây là một cái nhà máy sản xuất slime này các em. Ở trên này có rất là nhiều đồ ha. Và người ta nói bên trong này là bao gồm là 10 gói slime này, kim tuyến này, 4 cái charm bất ngờ này, 3 đồ đựng này, sticker này. Và đặc biệt là nó không hồ dán, không activator và không keo sữa nha các em. Wow, nhìn bên này nó rất là đẹp. Và đây là tên của bộ đồ chơi, Slime Factory. Cái này chúng ta có thể tự làm những cái slime mà mình mong muốn. Đó, bên này người ta cho mình những cái ví dụ về slime nè. Và bên này, ở đây thì người ta nói là 10 gói bột á sẽ làm ra được 3 cái loại slime metallic, 3 slime neon và 3 slime có màu pastel. Còn đây là những cái charm bất ngờ mà chúng ta sẽ nhận được 4 trong những thứ này nhá. Wow, nhìn đẹp lung linh huyền ảo luôn các em ha. Không biết lát nữa chị Cà Chua làm ra một cái slime có được đẹp giống như vậy không. Rồi, mình sẽ mở ra xem. Các em xem nè. Wow, lúc mới mở ra thì một cái máy rất là bự. Đó. Còn đây là cái bộ phận của máy luôn. Bên này sẽ là hướng dẫn và những sticker. Xem cái gì đây. Ở đây là có 3 cái hộp đựng nhé. Tiếp theo sẽ là trong này là những gói bột, kim tuyến và những cái charm nữa. Và cuối cùng chúng ta có một cái này là chị nghĩ là để vào đây để sản xuất slime. Đây là tất cả những vật dụng. Chị cảm thấy là nhà máy này thì nó khá là đơn giản đúng không? Tuy nhiên những vật dụng đều vô cùng dễ thương, màu sắc rất là đẹp, chị rất là thích. Chị nghĩ dụng ý người ta làm ra cái nhà máy này đơn giản và dễ thương như vậy là để ai cũng có thể chơi được, đặc biệt là trẻ em chúng ta. Những cái khổ này nè các em, lúc vừa mới mở ra chị nhớ lại cái video mà làm slime lock của chị á. Nếu bạn nào chưa xem thì nhất định phải tìm lại để xem nhé. Chị rất là thích video đó vì video đó rất là vui. Chị vừa cầm slime vừa lắc vừa nhảy tùm lum hết trơn á. Ai cũng bắt cười hết. Rồi, bây giờ chị sẽ lắp ráp cái bộ phận của nhà máy này nhé. Trước hết chúng ta sẽ tập lắp ráp của máy làm slime nha. Chị nghĩ đây là một cái thân đó. Ở bên trong thì chúng ta sẽ sản xuất slime trong này. Chị thấy là cái cỗ máy này thì nó sẽ to hơn cái hộp để đựng. Và có vẻ như đây là cái nắp. Ý, còn cái này là giống như là đồ khuấy đó. Chị có thể cho vào đây. Và để giữ cố định lại thì sẽ lắp cái này vào. Nó có cái khớp á, mình chỉ cần lắp đúng khớp là được. Tèn tèn, xong. Cho vào đây, khuấy khuấy khuấy. Đó. Game ơi, trời ơi, tự nhiên nó gãy mất tiêu rồi nè. Đó, hồi nãy là nó xỏ được vào trong này, xong tự nhiên lúc mà chị quay cái khớp nó gãy mất tiêu luôn, nó dính trong này luôn. Vậy là bây giờ mình không có dùng như thế này được nữa. Mình không có dùng để quay nữa. Mà lát nữa chị nghĩ là chị sẽ cầm như thế này chị quay cũng được. Đó. Tiếp theo chị sẽ cho những bịch kim tuyến vào trong ba cái ống này nhé. Rất là dễ thương luôn. Ở đây thì chị có rất là nhiều kim tuyến nè. Đây, bây giờ chị sẽ dùng cái phễu này. Đó. Vậy ha. Chúng ta sẽ đổ vào đây. Đó, kim tuyến đã chạy xuống dưới rồi. Cái phễu này thật là tiện lợi đúng không các em?
Chị đã đổ ít ra ngoài mất tiêu rồi. Rồi. Nó chỉ được có nửa ống thôi. Và đây chính là chỗ chúng ta để ống kim tuyến. Chị sẽ làm tiếp theo với hai ống này. Sau khi đổ kim tuyến vào trong những cái ống này thì chị Cà Chua cảm thấy có một sự khác biệt rất là lớn giữa hình ảnh và thực tế. Hình ảnh nó đầy luôn đó các em. Đó các em thấy không? Thực tế thì nó chỉ có chưa được một nửa thôi. Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi đúng không các em? Tuy nhiên là hình ảnh này thì rất là đẹp, nhìn mê luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho những đồ vật tiếp theo vào khu vực này. Cần 3 bịch kim tuyến to hơn như thế này. Đây là kim tuyến hình trái tim màu hồng, mà còn đây là kim tuyến ngôi sao, còn đây là kim tuyến cái gì hologram à? Như là chị nhớ vậy, không biết đúng không. Rồi cho vào đây. Wow, kim tuyến nào cũng rất là dễ thương luôn. Và chị sẽ chọn một trong bốn cái charm cho vào đây. Đó, còn một ô dư ha. À quên, chị chưa giới thiệu charm cho các em đúng không? Đầu tiên là hình charm đám mây màu xanh, bạn ấy đang lè lưỡi nè. À, dễ thương quá. Tiếp theo là hình một ngựa unicorn màu vàng. À, có cái sừng trên đầu này các em, có đôi cánh nữa. À, bạn ngựa này đang bay đó các em ạ. Dễ thương quá. Còn em này cũng có cái sừng trên đầu. Chị đố cái em đây là bạn gì? Theo chị được biết thì giống như là bạn này giống như bạn bạn chó mặt thộn á. Đó, mặt phải đi thộn ra nè. Dễ thương vô cùng luôn, có cái sừng nữa. Chị không biết gọi tên bạn này là gì. Thộn unicorn á. Còn em đây là một em mèo. Em mèo có một cái kia váy đang xòe ra nè. À, nhìn mặt em ấy rất là giống như là đang mắc cỡ vậy đó. Chị sẽ cho em này vào đây. Đó. Và tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ biết được cái tác dụng của cái nắp này. Đó chính là nắp vào đây. Còn những em này thì chị sẽ cho nằm đây. Để đây trang trí nhé. Chị nghĩ thật là thiếu sót nếu như chúng ta không trang trí những em hộp dễ thương này. Oh, rất là xinh luôn đúng không? Yeah. Đây là những sticker mà có sẵn, chúng ta chỉ cần bóc ra và trang trí lên đây thôi. Chị nhớ là cái video slam lắc là chị cũng đã trang trí sticker lên đây một lần rồi. À, chị thấy người ta dán bên thân như thế này. Mỗi hộp thì có một cái chữ slam DIY, thêm một cái nhãn như thế này. Cái này giống như là nhãn vỡ vậy đó. Thực ra cái này là để ghi tên của ai làm á. Ví dụ như tên slam nè, tên của người nào làm nè. Ở nước ngoài người ta có cái môn học slam đó các em. Thì ghi cái này nó rất là phù hợp. Ở mình chưa có nên mình có vẻ như là mình không quen lắm. Tiếp theo sẽ là một cái này. Đó. Chị sẽ dán trên này ha. Xinh chưa? Ban đầu cái hộp nó đã xinh rồi, bây giờ dán vào nó càng thêm xinh. Rồi, tiếp theo là hai hộp này. Tàng tàng! Đó, làm cho cái hộp của chúng ta đẹp lên hẳn đúng không? Ta-da! Và đây là 10 gói bột để giúp chúng ta có thể sản xuất ra những loại slime thật là dễ thương. Hồi nãy là như trên cái thân hộp này có nói là chúng ta sẽ có 3 loại slime khác nhau trong này. Người ta cho mình 10 gói. Vậy là mình đã sẽ làm ra được 10 cái slime đó kìa. Bây giờ chị sẽ cho bột vào trong cái máy này và cho nước vào và sản xuất ra thôi. Chị sẽ làm màu nào trước ta? Màu nào cũng xinh ấy. Chị sẽ làm màu hồng trước. Ưu tiên màu hồng nha. À, đây là cái hộp, lát nữa làm xong chị sẽ đựng slime vào đây. Tèn tèn, wow. Nhìn cái gói như thế này nhưng mà lúc mà chị đổ ra có khá là nhiều bột. Công việc tiếp theo đó chính là đổ nước vào. Chúng ta đổ nước á theo cái mức người ta quy định đây nè. Đó. Đây. Thực ra nếu như bạn nào mà muốn làm slime lỏng hơn thì cũng có thể cho nước nhiều hơn. Muốn làm đặc hơn thì cho ít thôi. Rồi mình giữ và quay thôi.
Cái này á, nó không có cái nắp ấy nên là nó bị hơi bắn ra ngoài một chút xíu nha. Nhưng mà không sao hết. Chị cảm thấy cái bột này nó thơm thơm. Giống như là, không biết chị có tưởng tượng không, nhưng mà chị nghe mùi nó hơi mùi thơm dâu á, thơm mùi dâu. Ta-da, các em ơi, sau khi chị khuấy 2 phút thì slime của chúng ta đã được ready. Tuy nhiên là có vẻ như là nó hơi lỏng lỏng, chị cần khuấy thêm một tí nữa. À, màu đẹp quá. Màu này đúng là giống như là màu neon vậy đó các em. Đã quá. Sau đó chị sẽ dùng cái cây người ta cho sẵn nè. Đó. Mình sẽ đảo thêm một chút xíu nữa. Tèn tèn. Wow. Các em xem nè. À, nó đã rất là dẻo rồi ha. Cái này á, chị cảm giác nó giống như là một cái miếng bánh chứ không phải là slime ấy, em ơi. Y hệt giống như cái bánh gì ngoài quê chị thường hay ăn á. Bánh gì dẻo dẻo đó các em. À, thành công rồi, slime của chúng ta đã thành công rồi. Wow, đã quá à. Đây nè, nó giống như là cái bánh cốm vậy đó các em. Bánh cốm ngoài Hà Nội á. Chị sẽ để ra đây ha. Rồi chị sẽ trang trí lên đây một ít kim tuyến. Chị thích kim tuyến màu vàng cho lên đây. Đó. Cái kim tuyến này á, lúc mà chúng ta bắt đầu làm á, chúng ta cũng có thể cho khúc đầu cũng được. Hoặc là bây giờ mình trang trí như thế này lên cũng được. Cái slime này á, nó tuy nó nhỏ do là cái nhà máy của nó cũng khá là nhỏ, nhưng mà chơi vẫn rất là thích. Mềm dẻo và nó không hề dính tay nha các em. Đó. À, nó không dính một tí nào luôn á. Bây giờ mình sẽ thử bỏ xuống và mình pop thử xem có được không. Ấy, được các em ạ. Tại vì nó nhỏ cho nên là chị chỉ pop được một ngón thôi. Và lúc mình phết ra, à, nó cũng rất là mịn ha. Và chị trang trí lên đây một em ngựa thần. Cái này á, nó rất là dễ thương luôn. Lúc mà chị làm á, chị cảm giác giống như là chị đang chơi đồ hàng. Chị sẽ cho vào cái hộp này. Xinh quá là xinh luôn. Cho vào luôn. Xong, chị đã có một hộp slime. Và ở đây sẽ ghi là Make by Minh Mập nhé. Rồi, chị sẽ làm thêm một loại nữa. Và chị sẽ cho thêm cái kim tuyến màu bạc vào. Cho nhiều nhiều. Chị sẽ cũng cho thêm cái này đi, cho nó lấp lánh. Đó. Như hồi nãy chị đã nói thì kim tuyến mình có thể cho trước hoặc cho sau đều được. Và đổ nước vào. Sau đó là khuấy trong vòng 120 giây, tức là 2 phút ha. Các em đếm cho chị nhé. Lần này chị sẽ khuấy thật là nhẹ để nó đỡ văng ra ngoài. Wow, đã rất là nặng tay rồi. Yeah. Sắp thành công rồi các em ơi. À, đã thành công rồi. Wow, các em xem nè. Lấp lánh chiếu chiếu luôn ha. Dễ thương quá. Cái chất thì nó cũng giống y hệt như cái màu hồng hồi nãy. Tuy nhiên là do là chị cho thêm kim tuyến vào á. Wow, một bầu trời lấp lánh luôn. Các em thấy cái nhà máy làm slime này của chị nó thật là tiện lợi đúng không?
Với lại là thêm một cái điều nữa, nó rất là lạ luôn, là nó không dùng hồ giá này, không dùng keo sữa, không cần activator. Nói chung là không cần gì hết, chỉ cần cái bột này và nước quay một hồi và trang trí, thế là có một cái slime. Thật là tiện lợi nữa, tất cả những cái nguyên liệu mà chúng ta đã có ở trên cái bộ máy này rồi. Và khi nào mà chúng ta muốn chơi slime thì chúng ta chỉ cần lại cái máy này, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng và chúng ta thực hiện những cái động tác vô cùng đơn giản, không hề phức tạp, là chúng ta đã có một cái slime đẹp rồi. Thích quá. Chị sau này thì chị sẽ chăm chỉ sử dụng cỗ máy này hơn, tại vì chị rất là thích chơi slime mà. Tèn tèn. Sau khi chị Cà Chua chơi thử bộ đồ chơi nhà máy làm slime này thì chị có một mơ ước khác nữa. Đó chính là sau này chị có thể mở được một cái mà nhà máy sản xuất slime thực sự luôn, không phải là đồ chơi nữa, mà một cái nhà máy thật hoành tráng, chỉ chuyên để sản xuất ra những loại slime mà chị yêu thích, các em yêu thích và tất cả chúng ta cùng yêu thích. Hy vọng là đó là một ngày không xa các em ha. Nhớ ủng hộ chị thật là nhiều để chị cố gắng thực hiện mơ ước đó nha. Rồi, còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các em thích bộ đồ chơi này cũng giống như là chị yêu thích video này thì hãy tặng cho chị Cà Chua một like. Và nào chưa đăng ký thì nhanh tay bấm vào nút đăng ký để sau này nhận những thông báo xem những video hay khác của chị Cà Chua nha. Và nếu có thể thì hãy giúp chị Cà Chua chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem cho vui. Kênh của chúng ta đã được gần 1 triệu người đăng ký rồi. Bây giờ các em ơi, các em hãy cố gắng giúp cho chị tiến tới 1 triệu người đăng ký nhé. Cảm ơn các em, bye bye các em. Hẹn gặp lại các em trong những video sau.